Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, mùng 6 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, một dãy áp thấp mới hình thành đang có trục đi qua khu vực phía nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ, lại kết hợp với trường gió đông ẩm từ biển thổi vào, gây ra mưa dông nhiều nơi trong khu vực. Trong đó, khu vực ven biển và phía nam của đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Các nơi khác của miền Bắc trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào nhưng lượng mưa không lớn. Do có mưa và nắng yếu, vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ giảm xuống ở mức từ 30-32 độ. Đến đêm nay và sáng sớm ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa trở lại. Vùng mưa sẽ tập trung ở các vùng, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, khu vực vùng núi phía Đông, các tỉnh ven biển và vùng phía Nam của vùng đồng bằng. Cục bộ có nơi có mưa to rất to, với lượng mưa ước tính sẽ đạt từ 30-70mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 90mm trong vòng 24 giờ. Dạnh áp thấp và gió đông cũng tác động đến thời tiết miền Trung, khiến cho các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay trời có nắng yếu. Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, mức nhiệt hôm nay ở Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận đều sẽ ở ngưỡng từ 32-34 độ. Nhưng lưu ý về chiều và tối, một số nơi ở khu vực Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa dông nhiệt. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là nơi trục của dãy áp thấp đi qua, gió đông tác động mạnh nên trong chiều và đêm nay sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30-40mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông vẫn cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Cảnh báo từ đêm ngày 7 tới ngày 9 tháng 9, mưa dông ở các khu vực có khả năng gia tăng, riêng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa to, cục bộ có nơi có mưa rất to. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi cần cảnh giác cao nhất về mưa dông. Dự báo ở Nam Bộ sẽ có mưa sớm ngay từ đầu giờ chiều ở các tỉnh ven biển miền Tây, sau đó sẽ lan ra các nơi khác của miền Tây và lên tới cả miền Đông, với cường độ đạt ngưỡng mưa vừa, có nơi mưa to. Còn ở Tây Nguyên có mưa muộn hơn, thời gian mưa dông diễn ra mạnh mẽ nhất là từ 15-22 giờ. Lượng mưa ước tính là từ 40-70mm, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Do mưa dồn dập, nên cục bộ sẽ xảy ra ngập úng, sạt lở đất, quý vị cần lưu ý. Do mưa nhiều nên trong ngày hôm nay, trên cả hai khu vực này đều duy trì nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải. Ngưỡng nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên không vượt quá 30 độ, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tìm khắc mức nhiệt khá dễ chịu, dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ. Hiện nay ở khu vực vùng biển ngoài khơi Philippines đang xuất hiện một vùng áp thấp mang mã hiệu 94W. Qua quan sát trên mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, vùng thấp này có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 48 giờ tới và có khả năng trở thành bão trong giữa tuần sau. Theo dự báo mới nhất thì cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng về khu vực Bắc Biển Đông và đảo Đài Loan. Tuy nhiên do thời gian dự báo còn khá xa, chưa có sự thống nhất giữa các mô hình nên vẫn cần thêm thời gian để có thể đưa ra dự báo chính xác hơn. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.